Sao à, ít ai nói quá à, không ai nói chuyện với cờ về à, về nói chuyện với ba với mẹ cho đã hả? Sáng nói chuyện với ba mẹ được một xíu, tối nói chuyện được một xíu mà có nhiều chuyện lắm. Thấy rồi, nhìn thấy nó im mà không nói nữa. Về nói chuyện với con mà bắp nói chuyện bình thường à. Con thấy cái máy là bắp nó sẽ đứng hình lại. Con thấy đứng hình hay lắm. À. Bắp không có tập trung hả? Đúng rồi. Nè, ai kêu nói chuyện với đó thấy chưa? Nè, thấy chưa? Cái sữa gì đâu mà đầy trong họng vậy cậu? Còn nhiều chuyện đâu mà cậu ấy sữa ra vậy? Bây giờ. Ừ, con nhiều chuyện lắm á. Con kể chuyện cho ba nghe, con kể chuyện cho mẹ nghe. Hôm nay con đi chơi nhà trẻ với bà. Vui là vui đúng không? Nhà quay ngắn thôi.